Chào tất cả mọi người nhé. Em lên một cái video về hàng dược liệu Tây Bắc. Đây là quả bồ kết khô này. Mọi người, cái giỏ hàng nhà em nó đang bị tạm khóa mất mấy hôm, nên là mọi người cần gì thì liên hệ qua số giúp em nhé. Số là 977 872 641, 977 872 641 mọi người nhé. Sâm béo đen, rễ mú tần tươi, ba kích Quảng Linh rất là tím luôn. Cái này có hỗ trợ bóc nha mọi người nhé. Sâm cao đỏ rất là nhiều. Ngô tím, ngô tím này 20.000 một bắp nha mọi người nhé. Sâm cao là 120. Đấy, ba kích này chưa bóc là 180, bóc rồi là 250. Sâm béo đen là 150, rễ mú tần tươi là 85. Sâm tiên mao là 150, sâm rất là đẹp, dài đẹp, củ to. Sâm xuyên đá 150. Quả atiso tươi. Miến Thái Tây Điện Biên 100.000. Mật ong ruồi nguyên tổ là 600.000 một cân nhé mọi người nhé. Sâm cao ngô tím la dứa rừng 80. Rất là nhiều quá. Nếu mọi người cần những sản phẩm gì thì cứ liên hệ qua số đấy giúp em, hoặc là số em sẽ ghi ở dưới phần comment nhé mọi người nhé. Thì giỏ hàng nó đang đợt này TikTok nó đang làm hơi căng, nên là rất nhiều sản phẩm bị khóa, cũng như là TikTok shop nó cũng bị tạm hoãn mấy hôm đấy nữa. Là mọi người mua gì thì liên hệ trực tiếp với em. Đấy, hàng rất là nhiều, nhưng mà hàng đồ khô cũng rất là nhiều đấy mọi người. Em xin cảm ơn mọi người đã xem video.